bỏ ra 8.000 đồng là mua được nửa lít rượu. Rẻ nên nhiều người thường mua để uống. Ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, loại rượu có giá khá mềm như vậy luôn sẵn có trong các quán tạp hóa. Thậm chí, ở đây, nhiều mặt hàng có thể không bày bán, nhưng rượu thì lúc nào cũng có. Người bán, người mua chỉ biết một điều là rượu giá rẻ. Còn rượu này xuất phát từ đâu, uống vào có an toàn hay không thì chẳng ai biết được. Nấu gì mình cũng không biết, nấu nó đem tới nhà, còn nhà quán là nó bó sĩ cho mình xuống mình lấy về mình bán. Cháu bé này vừa bước ra khỏi quán tạp hóa, chỗ rượu trên tay, người lớn ở nhà đang chờ. Những lúc như thế này, rất ít người để tâm rằng rượu mà họ đang uống có nguồn gốc như thế nào. Người ta bán là mình chỉ mua thôi. Chứ mà mình nguyên gốc nó làm cái gì mình cũng không biết. Cách làm kiểu gì cũng không có biết luôn. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, những năm qua liên tiếp xảy ra những vụ ngộ độc rượu. Có nạn nhân tử vong, có nạn nhân thoát khỏi tử thần, nhưng di chứng để lại hết sức tồi tệ. Đặc biệt là ngộ độc methanol, thì ngoài cái suy đa tạng ra nó cũng nó tổn thương đến cái thần kinh trung ương nữa. Chính vậy cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân rất là cao. Ví dụ như bệnh nhân mà uống khoảng 40ml rượu mà methanol thôi đó, thì cái nồng độ cồn methanol trong máu nó đã là mức nguy hiểm. Và khi ở mức nguy hiểm thì là cái cơ hội và sống của bệnh nhân nó chỉ còn 40% cho tới 0%. Lo ngại nhất hiện nay là tình trạng rượu bán ra dưới danh nghĩa rượu nấu tại nhà, song khó ai xác định có pha cồn công nghiệp hay không. Người bán rượu không thể xác định bởi từ cơ sở sản xuất đến điểm bán qua nhiều người trung gian. Người mua rượu thì lại càng khó xác định hơn. Vậy là mối nguy ngộ độc rượu cứ thế dai dẳng.